bạn bè của chúng ta đều là một lũ đáng yêu. Nhỏ bạn của tôi đáng giá đồng tiền bát gạo lắm mọi người, hay đặt mấy cái món đồ chơi lạ lạ về cho tôi review lắm nè. Không biết mấy bạn có biết cái túi chườm mà chơi xả stress không? Thì ra là cái này nè, nó cứ tuột lên tuột xuống mà tôi cũng không hiểu chơi xả stress cái kiểu gì, chỉ cảm thấy là rất là mắc cười khi là cầm trong tay mà thôi. Nó cứ trơn trơn mà nó vụt vụt sao á mọi người, rồi bóp đầu này nó lại tuột ra đầu kia, hẳn là phải có cái gì trong đây cho nên tôi đã phá nó ra xem, thì ra là một đống nước và mấy cái dây kim tuyến. Ai da, đây quả thật là một món đồ chơi ngộ nghĩnh quá đi mà, nhưng mà dù sao tao cũng cảm ơn mày nha. Ai da, đó bụng quá trời luôn á, vậy là tôi phải lục tủ lạnh để xem có gì ăn nha. À thì ra mấy bữa trước tôi lên Shopee tôi sạch cái chữ bạch tuộc xả tắc cái nó ra cái này, hèn chi tôi đặt về 3-4 bịch tôi bỏ tủ lạnh mà tôi quên. Tôi đã đặt một phần bạch tuộc xả tắc, chân gà xóa thái và chân gà xả tắc nữa nha mọi người. Trời đất mẹ ơi, tao nói cái phần bạch tuộc xả tắc nó chất lượng gì đâu luôn á nha. Cái thịt bạch tuộc á thì nó dai dai cộng với lại cái nước sốt ở shop cho. Trời đất mẹ ơi, tao nói một sự kết hợp vô cùng là hoàn hảo. Nghỉ dịch nghỉ hè ở nhà làm gì đó, để mình lên mình đặt đồ ăn ngon về nhà mình ăn thôi mọi người. Cái này là chân gà xóa thái, bên trong có rất là nhiều cóc luôn. Vị xóa thái rất là thơm, chân gà ăn giòn giòn sực sực, thêm miếng cóc nữa, chua nó chua giá mi. Còn đây là cái chân gà xả tắc ăn siêu cay luôn, mà ăn mấy cái này phải ăn cay nó mới đã. Cái chân bên này chân nào chân nấy cũng rất là mập, siêu mập ú luôn á mọi người. Chuyện ăn mấy món này mấy bạn chỉ cần lên trên app rồi mình đặt hàng nha, hoặc là các bạn có thể liên hệ qua số hotline in ở trên bao bì nè. I love you bạc bạc cả nhà, ở đây bán đồ rất là ngon.